Giải Gaza ngày càng chìm sâu trong vòng xoáy bạo lực khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch truy quét Hamas ở vùng đất này. Mới đây, Israel tuyên bố tiêu diệt thêm một chỉ huy tiểu đoàn Hamas, nêu khả năng mở rộng tấn công tới phía nam Gaza. Ở phía ngược lại, Hamas đe dọa sẽ biến Gaza thành lời nguyền cho Israel. Viễn cảnh xung đột Israel-Hamas lan rộng khắp Trung Đông ngày càng hiện rõ khi nhóm Hezbollah ở Liban tiếp tục đấu pháo với Israel trong khi đụng độ liên tục gia tăng ở bờ Tây. Ngoại trưởng Mỹ trở lại Israel thúc đẩy lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Trên chiến trường Đông Âu, UAV Ukraine tập kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nga cảnh báo chớ đùa với lửa. Nga tung đòn tập kích quy mô lớn vào Kharkiv, gây hỏa hoạn nhiều nơi. Các diễn biến căng thẳng khác trên thế giới Tổng thống Putin ký luật hủy phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân. Chuyên gia phương Tây lo ngại Nga đang tiến dần tới các vụ thử hạt nhân, mở đường cho kỷ nguyên mới về thử nghiệm hạt nhân với cường độ lớn. Trên Biển Đông, Philippines lại tố Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Quân đội Myanmar mất quyền kiểm soát thị trấn sát biên giới Trung Quốc. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin Toàn cảnh chiến sự ngày 4 tháng 11. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 3 tháng 11 tuyên bố tiếp tục mở nhiều đợt tấn công vào các vị trí của Hamas ở Gaza trong đêm, thành công tiêu diệt một chỉ huy tiểu đoàn cùng một số thành viên của nhóm này. Thông báo của IDF nêu rõ, dựa trên thông tin tình báo chính xác, Mustafa Dalov, chỉ huy tiểu đoàn Sabra Tel Ahawa của Hamas đã bị hạ trong đợt không kích. Theo IDF, người này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến chống lại quân đội Israel ở Gaza. Hiện Hamas chưa bình luận về thông tin. Quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch trên bộ và ở phía bắc giải Gaza kể từ ngày 27 tháng 10 để liên tục khuyến khích dân thường sơ tán về phía nam. Tuy nhiên, người phát ngôn IDF Anna Ukolova gần đây cho biết Israel có thể mở rộng hoạt động sang cả khu vực phía nam giải Gaza. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik hôm 2 tháng 11, bà Ukolova giải thích các thông tin tình báo họ thu thập được cho thấy phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas không chỉ thiết lập cơ sở hạ tầng ở miền Bắc Gaza, mà còn tận dụng các cơ sở dân sự ở miền Nam. Theo người phát ngôn IDF, nhóm vũ trang người Palestine đang sở hữu kho vũ khí đa dạng và có uy lực lớn. Bà Ukulova nhấn mạnh Israel sẽ mở rộng quy mô tấn công các mục tiêu của Hamas tới miền Nam Gaza nếu cần thiết. Tuy nhiên, nữ quan chức cũng khẳng định các binh sĩ Israel chỉ tấn công những mục tiêu được dùng cho mục đích khủng bố và cố gắng hết sức để tránh thương vong cho dân thường. Khói bụi và nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở các khu vực phía bắc giải Gaza trong ngày 3 tháng 11. Giữa bối cảnh, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công vùng đất này từ trên không, trên bộ và trên biển. Đáng chú ý, Trại tị nạn Mas Hazi, trung tâm Gaza, hoạt động cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, vẫn tiếp tục diễn ra. Trước đó một ngày, quân đội Israel đã thực hiện nhiều đợt tập kích vào các khu định cư ở trại Madhazi, khiến hàng chục người thương vong. Theo cơ quan y tế Gaza, tính đến ngày 2 tháng 11, số người chết do hoạt động quân sự của Israel ở Gaza đã lên tới gần 9.100 người và khoảng 32.200 người bị thương phần lớn trong số này là phụ nữ và trẻ em. Phong trào vũ trang hồi giáo Hamas vừa cảnh báo chiến dịch trên bộ của Israel ở Gaza sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho chính nước này. AFP dẫn lời người phát ngôn Hamas Abu Obeida nêu rõ giải Gaza sẽ trở thành lời nguyền của Israel. Lực lượng của họ sẽ gánh chịu thương vong nặng nề với nhiều binh sĩ được đưa trở về nước trong chiếc bọc màu đen. Israel chưa phản hồi về lời cảnh báo trên. Cho đến nay, IDF xác nhận 17 binh sĩ Israel đã hy sinh trong chiến dịch chống Hamas đang diễn ra ở Gaza. Tel Avi cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ dư luận quốc tế về việc thực hiện lệnh ngừng bắn trong bối cảnh dân thường thiệt mạng ở Gaza không ngừng gia tăng và nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông ngày càng hiện rõ. Hôm 1 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời cho phép tiếp cận nhân đạo. Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington quyết tâm ngăn chặn xung đột Israel Hamas leo thang lan tới những khu vực khác. Theo Reuters, hỏa hoạn đã bùng phát hôm 2 tháng 11 ở thị trấn Kias Mona, phía bắc Israel, sau khi rocket từ Liban bắn trúng một khu dân cư. Ngày 20 tháng 10, Israel ra lệnh sơ tán cư dân ở Kiasmona, thị trấn ở phía bắc gần biên giới Liban. Không phải tất cả cư dân đều rời khỏi thị trấn, nhưng chưa có báo cáo cập nhật ngay lập tức về thương vong trong vụ tấn công rocket mới đây. Trong thời gian bình thường, Kiasmona có dân số hơn 20.000 người và cách hàng rào biên giới khoảng 2 km. Tham of Israel dẫn lời lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết quân đội nước này đã có cuộc đụng độ với các tay súng và kẻ bạo loạn người Palestine ở bờ Tây trong đêm ngày 2 tháng 11. Theo IDF, lực lượng Israel đã đột kích vào thành phố Nablus, phá hủy nhà của Khaled Karosa, con trai của thủ phạm thực hiện vụ nổ súng khiến hai người Israel thiệt mạng hồi tháng 2. Đối tượng bị cáo buộc lên kế hoạch cho cuộc tấn công này. Trong chiến dịch Quân đội Israel còn bắt giữ 3 người Palestine bị truy nã vì có liên kết với Hamas. Cùng ngày, IDF cũng thực hiện cuộc không kích nhằm vào một nhóm tay súng ở trại Jenin do ném thiết bị nổ vào lực lượng Israel. Ở phía ngược lại, Bộ Y tế Palestine cho biết có 7 người Palestine bị lực lượng Israel giết chết chỉ trong một đêm. Bạo lực đã gia tăng đáng kể ở bờ Tây sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 khoảng 130 người Palestine ở bờ Tây đã bị sát hại bởi lực lượng Israel và một số người định cư Israel. Ngoài ra, gần 1.300 người Palestine bị quân đội Israel bắt giữ. IDF cho biết trong số này, hơn 750 người có liên kết với Hamas. Tại thành phố cổ Jerusalem, Israel đã triển khai lực lượng tuần tra trên các con đường trong khu vực vào ngày 3 tháng 11 trước khi buổi cầu nguyện của người Hồi giáo diễn ra. Những tín đồ Hồi giáo dự kiến sẽ tập trung tại đền Oquasa ở Jerusalem để cầu nguyện khi xung đột giữa Israel và Hamas sắp tròn một tháng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khu đền Oasa hay còn được gọi là núi đền nằm ở đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Khu vực này là tâm điểm của nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do Thái và người Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Israel vào ngày 3 tháng 11 để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời ở dài Gaza. Tại Tel Aviv, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog. Ông Blinken nhắc lại lập trường của Mỹ rằng Israel có quyền tự vệ để đảm bảo những gì xảy ra ngày 7 tháng 10 sẽ không tái diễn. Ngoại trưởng Mỹ cũng thảo luận với các nhà lãnh đạo và quan chức Israel về các bước cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Gaza, nơi đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt lương thực, nhiên liệu, nước và thuốc men với các tòa nhà bị san bằng và hàng ngàn người chịu cảnh sống giữa làn đạn. Chuyến công du tới Israel thứ hai của ông Blinken trong một tháng diễn ra sau khi quân đội Israel tuyên bố bao vây hoàn toàn Gaza City, thành phố lớn nhất ở giải Gaza từ ba hướng nơi đây đã trở thành tâm điểm không kích của Israel trong chiến dịch truy quét Hamas. Nhóm thực hiện cuộc tấn công đẫm máu vào nước này khiến 1.400 người thiệt mạng hôm 7 tháng 10. Điện Kremlin hôm 3 tháng 11 đã bác bỏ báo cáo được tờ Wall Street Journal trích dẫn từ nguồn tin tình báo Mỹ rằng nhóm đánh thuê Wagner có kế hoạch cung cấp một hệ thống phòng không cho Hezbollah, lực lượng dân quân có quan điểm thù địch với Israel ở Liban. Khi được hỏi về báo cáo trên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, tất cả những phỏng đoán đều vô căn cứ và không có cơ sở. Trên thực tế, chúng tôi từng nói rằng nhóm ấy không tồn tại, ý ám chỉ Wagner. Wall Street Journal trước đó đưa tin Wagner dự kiến chuyển giao là chắn phòng không Pansil S-1 do Nga sản xuất, được NATO gọi là S-22 cho Hezbollah thông qua Syria. Một quan chức Mỹ giấu tên còn nói với Wall Street Journal rằng hệ thống trên chưa được gửi đi và Washington đang theo dõi sát sao các cuộc thảo luận giữa Wagner và Hezbollah. Thông tin trên được đưa ra ở trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn có thể mở mặt trận chống lại Israel từ phía bắc khi nhà nước do Thái đang giao tranh với Hamas ở Gaza. Nữ diễn viên Hollywood từng đoạt giải Oscar, Angelina Jolie đã lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza trong một bài đăng trên Instagram. Angela Jolie, người từng đảm nhiệm vị trí đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn trong 20 năm, kêu gọi các bên ngừng bắn, cho phép tiếp nhận nhân đạo. Cô lưu ý rằng Gaza, vùng đất đông dân cư của người Palestine, đang trở thành nấm mồ tập thể. Ngôi sao Hollywood mô tả các đợt ném bom của Israel là hành động có chủ ý nhắm vào những người không có nơi nào để chạy trốn cô ví giải Gaza vốn chịu sự phong tỏa của Israel trong gần hai thập kỷ, không khác nào là một nhà tù ngoài trời. Angela Jolie lưu ý, hàng triệu người dân Palestine, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, đang bị trừng phạt và đối mặt với những hành vi vô nhân đạo. Cô cáo buộc các nhà lãnh đạo thế giới đồng lõa với tội ác này khi từ chối kêu gọi ngừng bắn. Bình luận được nữ diễn viên Hollywood đưa ra ở trong bối cảnh Israel thực hiện hai đợt tập kích trại tị nạn Jabalia ở Gaza, mô tả địa điểm này là thành trì của Hamas, chứa đầy những kẻ khủng bố. Theo Avi đồng thời lưu ý, họ đã cảnh báo cư dân sống trong trại Jabalia nhanh chóng di tản về phía nam cách đây hai tuần. Theo cơ quan y tế Gaza, tổng số người chết, bị thương và mất tích trong các cuộc tấn công của Israel vào trại Jabalia là hơn 1.000 người. TASS dẫn thông báo hôm 3 tháng 11 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội nước này đã phá hủy một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine tại sân bay Migorov, vùng Potava và một trạm tác chiến điện tử gần khu định cư Yantanoji ở vùng Kherson. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của họ còn đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Kupyan và Krasniliman, vô hiệu hóa nhiều khí tài quân sự, phương tiện cơ giới và hàng chục quân địch. Tại Donetsk, lực lượng Nga thành công ngăn chặn đợt tiến công của Ukraine, tiêu diệt hơn 100 binh sĩ, 8 xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất và làm tê liệt một sở chỉ huy của đối phương. Trên mặt trận Nam Donetsk, quân đội Nga đã tấn công ba lữ đoàn Ukraine gây tổn thất lớn cho địch về mặt nhân sự lẫn thiết bị. Trong khi đó, theo hướng Zaporizhia, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Nga với sự hỗ trợ của máy bay, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã khiến hai lữ đoàn cơ giới Ukraine mất 100 binh sĩ, hai pháo phản lực M-119 do Mỹ sản xuất cùng nhiều phương tiện cơ giới khác. Hiện Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Cũng trong ngày 3 tháng 11, Moscow cảnh báo Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Động thái này được đưa ra sau khi lực lượng Nga bắn hạ ít nhất 9 máy bay không người lái gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện do nước này kiểm soát ở thành phố Enegoda ở đông nam Ukraine. Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Kiev tiếp tục có các hành động khiêu khích nhằm đe dọa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia làm cản trở quá trình luân chuyển nhân viên của cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA tại cơ sở này. Phản ứng về vụ việc, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, Ukraine tiếp tục đùa với lửa khi thực hiện các hành vi vô trách nhiệm. Nhà máy Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong giai đoạn đầu xung đột. Kể từ đó đến nay, cả Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc đối phương cố ý tấn công cơ sở này. Trong một diễn biến liên quan, ông Alexei Polisschuk vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga trong cuộc phỏng vấn với TASS cho biết, Ukraine đã không tuân thủ các nguyên tắc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về đảm bảo an toàn hạt nhân trong điều kiện xung đột, cũng như những khuyến nghị về cam kết an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà ngoại giao lưu ý, những nỗ lực của Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát cơ sở hạt nhân này là rất rõ ràng một trong số đó được thực hiện ngay trước chuyến thăm của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đến nhà máy vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Ukraine đều bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi một cách hiệu quả. Ông Polischuk nhấn mạnh, chúng tôi lên án những hành động khiêu khích của Ukraine và kêu gọi các nước phương Tây ngừng nhắm mắt làm ngơ trước những trò chơi nguy hiểm, đùa với lửa và hạt nhân của Ukraine. Ukraine chưa bình luận về những bài phát biểu trên. Kiev Independence đưa tin, lực lượng Nga đã phóng ít nhất 10 máy bay không người lái vào thành phố Kharkiv, trung tâm hành chính của tỉnh cùng tên, vào dạng sáng ngày 3 tháng 11. Theo cảnh sát địa phương, một UAV đã tấn công một trường học trong thành phố gây hỏa hoạn, thiêu dụi phần mái và hai tầng lầu của tòa nhà. Hỏa hoạn cũng được ghi nhận tại một tòa nhà dân cư, một trạm dịch vụ và một tòa nhà hành chính. Ngoài ra, cuộc tập kích còn làm hư hại một số công trình và phương tiện khác. Không có thông báo về thương vong. Các quan chức của Ukraine cảnh báo lực lượng Nga sẽ tăng cường quy mô tấn công ngay khi bước vào mùa đông. Đang chú ý hôm 1 tháng 11, Moscow đã bắn hàng triệu quả đạn pháo vào các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko viết trên Telegram, trong 24 giờ qua, địch đã nã pháo vào 118 khu định cư ở 10 khu vực, nhiều hơn bất kỳ ngày nào kể từ đầu năm. Trong những cuộc oanh tạc này, có một vụ xảy ra tại quận Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv khiến một nam một nữ đều ngoài 50 tuổi thiệt mạng. Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Đức thông báo vừa bàn giao cho Ukraine thêm 25 xe tăng Leopard. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Đức, tính cả lô hàng này, Berlin đã gửi cho Ukraine tổng cộng là 115 chiếc Leopard. Đức đã hợp tác với Đan Mạch trong một dự án nhằm cung cấp cho Kiev các phiên bản cũ của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do nước này sản xuất, gồm mẫu 1A5. Có viện trợ quân sự mới vừa được Berlin công bố cũng bổ sung cho Ukraine gần 20 máy bay không người lái trinh sát 5 tàu không người lái, 12 xe bọc thép chở quân, 6 radar giám sát không phận cùng nhiều phương tiện và thiết bị quân sự cần thiết khác. Dữ liệu của chính phủ Đức cho thấy trong năm nay, Berlin đã phân bổ 5,4 tỷ euro, tương đương hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev. Hầu hết số tiền này được dùng để cung cấp vũ khí và khóa huấn luyện binh sĩ Ukraine. Trong năm 2004, Đức có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine lên tới khoảng 10,5 tỷ euro, tương đương hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Reuters trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự trị giá 425 triệu đô la Mỹ cho Ukraine với mục tiêu giúp củng cố khả năng phòng không và bổ sung các loại đạn dược kể từ khi Nga khai chiến chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, Washington đã phân bổ 44 tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí cho Kiev. Theo các nguồn tin của Reuters, gói hỗ trợ quân sự sắp tới sẽ bao gồm tên lửa dẫn đường bằng laser trị giá 300 triệu đô la Mỹ để chống lại máy bay không người lái. Kinh phí cho số vũ khí này đến từ sáng kiến hỗ trợ an ninh của Ukraine, USAI một chương trình cho phép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí mới thay vì lấy đi từ kho của quân đội. Phần còn lại, trị giá 125 triệu đô la Mỹ sẽ bao gồm đạn bổ sung cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, cùng pháo 105 và 155 mm, vũ khí chống tăng TOWS, Min Claymore, vũ khí nhỏ và hàng chục xe tải. Washington chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong bối cảnh nội bộ nước Mỹ lục đục vì vấn đề viện trợ cho Ukraine và Israel cùng lúc. Với số phiếu 226 phiếu thuận, 196 phiếu chống, Hạ viện Hoa Kỳ hôm 2 tháng 11 đã thông qua kế hoạch của Đảng Cộng hòa về cung cấp 14,3 tỷ đô la Mỹ khi nước này chống lại Hamas, bất chấp Đảng Dân chủ khẳng định kế hoạch này không có tương lai tại thượng viện và nhà trắng nói sẽ phủ quyết. Dự luật được Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số với chủ tịch mới được đặc cử Mike Johnson đứng đầu, đưa ra hôm 31 tháng 10. Kế hoạch trái ngược với gói viện trợ do Nhà Trắng đề xuất trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, bao gồm viện trợ cho cả Ukraine và Israel cũng như là hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza. Mặt khác, dự luật do Đảng Cộng Hòa đề xuất cũng thách thức trực tiếp đối với Tổng thống Joe Biden. Khi việc cung cấp viện trợ cho Israel được thực hiện bằng cách cắt giảm một phần ngân sách từ đạo luật giảm lạm phát của chính phủ. Ông Joe Biden đã cảnh báo sẽ dùng quyền phủ quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát cho biết ông sẽ không đưa vấn đề này ra bỏ phiếu. Ngân sách trong dự luật của Hạ viện bao gồm hàng tỷ đô la Mỹ dành cho quân đội Israel, trong đó có 4 tỷ đô la Mỹ để mua sắm hệ thống phòng thủ Iron Dome và Davis Link của Israel nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa tầm ngắn, cũng như chi tiêu cho một số hoạt động chuyển giao thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ. Đài RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành dự luật hủy phê chuẩn Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện CTBT. Dự luật được hai viện của Quốc hội Nga thông qua vào tháng trước, cho phép nước này thay đổi từ một bên tham gia thành bên ký kết CTBT. RT dẫn lời Điện Kremlin nhấn mạnh, động thái được thực hiện nhằm đáp trả việc Mỹ ký CTBT năm 1996 nhưng sau đó không phê chuẩn và Moscow không có ý định nối lại các vụ thử bom hạt nhân dưới lòng đất, nếu Washington cũng làm như vậy. Nga khẳng định việc hủy phê chuẩn CTBT cũng không làm thay đổi vị thế của Nga với tư cách là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cũng như cách nước này chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân của mình bởi Moscow vẫn là một bên ký kết hiệp ước. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây lo ngại Nga có thể đang hướng tới một vụ thử nghiệm hạt nhân trong bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp diễn. Tháng trước, Tổng thống Putin nói ông chưa sẵn sàng cho biết liệu Nga có nên nối lại thử nghiệm hạt nhân hay không sau khi một số chuyên gia an ninh và nhà lập pháp ở trong nước kêu gọi thử bom hạt nhân để cảnh cáo phương Tây nếu kịch bản đó xảy ra, nó có thể mở đường cho một kỷ nguyên mới về thử nghiệm hạt nhân với cường độ lớn. Phản ứng trước quyết định hủy phê chuẩn CTBT của Nga, Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc, mô tả đó là một hướng đi sai lầm. CTBT được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1996, nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu lực. Do 8 trong số 44 quốc gia có vũ khí hạt nhân hoặc có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân chưa phê chuẩn hiệp ước. Con số này đã tăng lên 9 quốc gia sau khi Nga rút lại phê chuẩn. Ngoài Nga và Mỹ, các nước còn lại là Trung Quốc, Triều Tiên, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Israel và Pakistan. The Wall Street Journal hôm 2 tháng 11 đưa tin, Trung Quốc và Mỹ vào tuần tới sẽ thảo luận về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên như vậy kể từ chính quyền Obama. Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết hai nước đã tổ chức các cuộc tham vấn về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong những ngày tới, cũng như có các cuộc đàm phán riêng về các vấn đề hàng hải và các vấn đề khác. Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc đàm phán về vũ khí này sẽ được dẫn dắt vào thứ hai tuần sau bởi bà Mallory Stewart, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ và ông Tôn Hiểu Ba, vụ trưởng vụ kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về thời gian hoặc hình thức của các cuộc đàm phán. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jack Sullivan cho biết vào năm 2021 rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý mong muốn bắt đầu tiến hành thảo luận về sự ổn định chiến lược, ám chỉ mối lo ngại của Washington về việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà trắng vào thời điểm đó đã nhanh chóng tuyên bố các cuộc thảo luận sẽ không giống các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí chính thức giống như những gì Mỹ đã có với Nga. Sau đó, các quan chức Mỹ bày tỏ sự thất vọng khi Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến việc thảo luận các bước nhằm giảm thiểu rủi ro vũ khí hạt nhân. Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 10 rằng Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang triển khai trong kho vũ khí của mình và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Nhưng Bắc Kinh từ lâu đã lập luận rằng Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều, các cuộc đàm phán vũ khí sẽ được diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11 này, mặc dù một quan chức cấp cao ở Nhà Trắng tiết lộ là các chi tiết quan trọng vẫn chưa được quyết định. Ông Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington, đánh giá các cuộc đàm phán vũ khí giữa Mỹ-Trung có thể sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tính minh bạch hơn là học thuyết hạt nhân của mỗi quốc gia và đảm bảo các kênh liên lạc có thể xử lý khủng hoảng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ chúng ta nên mong đợi những đột phá trong thời gian tới. Điều đó sẽ làm mất thời gian, cũng như tinh thần có qua có lại. Từ cả hai phía, ông Kimball nói. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 3 tháng 11 đưa tin Triều Tiên sẽ tăng cường răn đe quân sự để đảm bảo an ninh. Trước kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nhằm vào Bình Nhưỡng, động thái của Triều Tiên nhằm phản ứng việc Hoa Kỳ mới đây đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã phóng một tên lửa Mutman 3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa phóng từ căn cứ ở California hôm 31 tháng 10 nhưng bị cho nổ tung sau khi có dấu hiệu bất thường. Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của các quan chức quốc phòng Hàn Quốc trong chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2016. Một nhà bình luận quân sự Triều Tiên cho rằng dù vụ thử thất bại nhưng sự hiện diện của băng đảng bùn nhìn Hàn Quốc cho thấy vũ khí hạt nhân của Mỹ muốn nhắm vào Triều Tiên. KCNA trích dẫn lời nhà bình luận nói tiếp, Triều Tiên sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự để tăng cường khả năng gian đe và đảm bảo an ninh chiến lược ở khu vực. Bài bình luận cũng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc về những động thái quân sự gần đây, bao gồm triển khai máy bay ném bom chiến lược hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc. Nhà bình luận Triều Tiên cho biết mối đe dọa hạt nhân của Mỹ và các lực lượng chư hầu của họ đối với Triều Tiên đang mang đến một danh giới đỏ. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường các lực lượng hạt nhân tự vệ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề liên triều, cho biết bài bình luận đã đặt ra câu hỏi liệu Triều Tiên có đang chuẩn bị biện minh cho một hành động khiêu khích quân sự khác hay không. Rõ ràng, căng thẳng gia tăng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là do sự phát triển hạt nhân và những hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh của Triều Tiên. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Kim In-ae, nói trong cuộc họp báo: "Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên vào tháng trước, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ cũng như là máy bay chiến đấu của ba quốc gia. Song song đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trận trên không với sự tham gia của 130 máy bay chiến đấu của cả hai nước, mô phỏng các hoạt động thời chiến kéo dài 24 giờ vào tháng trước. Hàn Quốc và Mỹ cho biết các cuộc tập trận nhằm mục đích duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp trả Triều Tiên chứ không có ý định tấn công trước. Triều Tiên lại tố cáo các cuộc tập trận là sự chuẩn bị của Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc nhằm xâm lược nước này. Theo thông tin từ Reuters, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào hôm 2 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Văn Bân cho biết rằng Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản đối mặt với những lo ngại của quốc tế và xử lý nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi một cách có trách nhiệm. Bình luận của ông Uông được đưa ra sau khi công ty điện lực Tokyo TEPCO, nhà máy điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm hạt nhân thứ ba ra biển vào ngày 2 tháng 11. Theo trang tin Kyodo, trong giai đoạn thứ ba này, 7.800 tấn nước ô nhiễm sẽ được thải ra Thái Bình Dương từ ngày 2 tháng 11 bằng với lượng nước xả trong hai đợt trước. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20 tháng 11. Ông Uông nhấn mạnh Nhật Bản không nên gây ra rủi ro ô nhiễm hạt nhân trên toàn thế giới. Ông nói, bất chấp sự phản đối trong nước và quốc tế, Nhật Bản đã thải 15.600 tấn nước nhiễm phóng xạ ra Thái Bình Dương, chuyển nguy cơ ô nhiễm hạt nhân ra toàn thế giới. Điều này cực kỳ vô trách nhiệm. Vụ việc nước thải phóng xạ bị bắn tung tóe lên người công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi gần đây một lần nữa đã chứng tỏ sự quản lý hỗn loạn trong nội bộ TEPCO. Cơ quan chịu trách nhiệm xả nước thải ô nhiễm hạt nhân. Cơ quan này thường xuyên che đậy các vấn đề an ninh, kế hoạch xả thải, đưa ra không thuyết phục. Ông Uông cho biết cần phải thiết lập một thỏa thuận giám sát quốc tế có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, ông nói, Nhật Bản nên đối mặt với những lo ngại quốc tế, tham vấn kỹ lưỡng với các bên liên quan khác, đặc biệt là các nước láng giềng và xử lý nước nhiễm hạt nhân một cách có trách nhiệm. Khi ngày càng nhiều nước nhiễm hạt nhân được thải ra đại dương, quốc tế sẽ cần phải yêu cầu thiết lập ngay một cơ chế giám sát đối với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nước láng giềng của Nhật Bản để duy trì hiệu quả lâu dài. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nên đóng vai trò thích đáng ở trong vấn đề này, không nên phối hợp đầy đủ và tránh những thiệt hại không thể khắc phục được khi xả thải ra đại dương. Hiện Nhật Bản chưa bình luận về phản ứng của Trung Quốc Bộ ngoại giao Philippines mới đây cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của nước này. Đây là phản ứng mới nhất của Manila liên quan đến các vụ chạm trán giữa hai nước tại bãi cạn Scarborough trên biển Đông trong thời gian gần đây. Cơ quan ngoại giao của quốc gia Đông Nam Á cho biết, việc Trung Quốc tố một tàu quân sự Philippines di chuyển trái phép vào vùng biển bãi cạn Scarborough là không có cơ sở pháp lý và chỉ nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng tại vùng biển đang tranh chấp này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ bãi cạn mà họ gọi là Bajo de Mansiloc nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Trung Quốc mới là bên xâm nhập lãnh hải nước khác một cách bất hợp pháp. Hiện Bắc Kinh chưa bình luận về phản ứng của Philippines. Văn phòng Tổng thống Philippines hôm 2 tháng 11 cho biết vấn đề Biển Đông sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống nước này. Ông Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 3 tháng 11 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Trước thềm chuyến công du, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo chuyển giao hệ thống radar giám sát trên không đầu tiên cho quân đội Philippines theo thỏa thuận giữa năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Philippines và Tập đoàn Mitsubishi Electric của Nhật Bản. Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar, ông Jao Min Tun cho biết quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược ở phía Bắc sát biên giới Trung Quốc sau nhiều ngày đụng độ với liên minh ba anh em. Nhóm này gồm đội quân dân tộc Arakan, đội quân liên minh dân chủ quốc gia Myanmar và quân đội giải phóng dân tộc có thể huy động ít nhất 15.000 chiến binh. Ông Rao Tun nêu rõ trong một tuyên bố chính phủ, các tổ chức hành chính và an ninh không còn hiện diện tại thị trấn Chinsquihau thuộc bang San, giáp danh tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Theo người phát ngôn, giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã nổ ra kể từ ngày 27 tháng 10 tại ít nhất 10 địa điểm ở trên khắp bang San. Đây là một nơi dự kiến xây tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, một phần của dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu thuộc khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ông Zhao Min Tun cáo buộc ba nhóm vũ trang sắc tộc đã cho nổ các nhà máy điện, cầu cống và hệ thống giao thông trong khu vực. Ở phía ngược lại, Liên minh Ba anh em tuyên bố chiếm giữ một số tiền đồn quân sự và những tuyến đường huyết mạch nối Myanmar với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Thương vong không được các bên tiết lộ cụ thể. Liên quan đến vụ việc trên, Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 11 kêu gọi các bên ngừng giao tranh ngay lập tức. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Trung Quốc ông Vương Tiểu Hồng đã đến thăm Myanmar và gặp người đứng đầu chính quyền quân sự nước này, Thống tướng Min Aung Hlaing, để thảo luận về tình hình ở biên giới. Cũng phản ứng về giao tranh ở Myanmar, Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc khi hàng ngàn người đã buộc phải di rời, trong đó có một số người chọn chạy trốn qua biên giới Trung Quốc. Bắc Kinh là đồng minh hàng đầu và là nhà cung cấp vũ khí chính cho chính quyền quân sự Myanmar. Trung Quốc đã từ chối coi cuộc binh biến giành chính quyền vào năm 2021 ở Myanmar là đảo chính. Hôm 2 tháng 11, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết phản đối Mỹ cấm vận đối với Cuba. Theo Reuters, nghị quyết có tên đầy đủ là sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt lên Cuba nhận được sự ủng hộ của 187 trên 193 thành viên. Chỉ có Mỹ, Israel phản đối trong khi Ukraine bỏ phiếu trắng. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba ông Bruno Rodriguez nói lệnh cấm vận của Mỹ đã đặt ra các biện pháp đơn phương tàn khốc và lâu dài, ngăn cản Cuba tiếp tục nhận thực phẩm, thuốc men, thiết bị công nghệ và y tế. Lệnh cấm vận cũng khiến cho hàng hóa Cuba không thể xuất khẩu sang Mỹ, gây thiệt hại gần 5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong năm 2022. Nhà ngoại giao hàng đầu của quốc đảo Caribe nhấn mạnh, việc áp đặt cấm vận cấu thành hành động chiến tranh kinh tế trong thời bình, nó được coi là một tội ác diệt chủng, chưa có một dân tộc nào phải đối mặt với sự thù địch lâu dài và có hệ thống từ một cường quốc như vậy. Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế Cuba vào năm 1960 sau cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro. Bình luận về nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đại diện phái đoàn Mỹ, ông Paul Formby cho biết, việc áp đặt cấm vận Cuba là nhằm mục đích thúc đẩy nhân quyền và tự do cơ bản ở nước này, và Washington cũng đưa ra những ngoại lệ vì lý do nhân đạo. Đây là năm thứ 31 liên tiếp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Cuba đệ trình hàng năm để kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế kinh tế mặc dù lần nào cũng được thông qua số phiếu áp đảo, nhưng nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ thể hiện sức mạnh chính trị, không có tính ràng buộc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin toàn cảnh chiến sự ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để có thể tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!